Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu series Round with Gary ngay bây giờ, không phải để các bạn chờ lâu nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng bút màu đen để vẽ con vật nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Hôm nay mình sẽ vẽ rất là nhanh, các bạn nhớ theo dõi, để ý theo dõi nha. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với một hình chữ nhật. Một đường thẳng bên này và một đường thẳng ở bên này. Một đường ngang là như thế này. Và một đường ngang khác như thế này. Và chúng ta đã có được một hình chữ nhật. Rồi từ điểm này mình sẽ vẽ hai đường cong lên nhá. Cong ở đây. Và một đường cong như thế này. Mình sẽ nối hai điểm này bằng một chữ V như thế này. Đó. Và tiếp theo này mình sẽ vẽ một hình lục giác. Các bạn hãy vẽ theo mình. Ở đây. Từ chỗ này mình kéo thẳng xuống như thế này. Được. Rồi chúng ta đã có được một hình lục giác. Và mình sẽ vẽ một hình được hình tròn như thế này. Ok. Rồi. Tiếp theo là hình hai chiếc lá. Và ở đây thì mình sẽ vẽ mắt và mình sẽ sử dụng bút ngòi nhỏ hơn để vẽ mắt. Chắc các bạn đã đoán được đây là con vật gì rồi đúng không nào? Chính xác thì đây thì là một chú ngựa. Sẽ vẽ cái bờ. Ok, số như thế này. Đây, chúng ta đã xong cái bờ. Tiếp theo là bốn cái chân. Đây, những cái hình rất là dễ. Ta-da, xong rồi. Đây là hình chữ ngựa của chúng ta. Các bạn thấy có đẹp không nào? Nếu thích thì nhớ để lại like, comment và share video cho mình nha. Xin chào, hẹn các bạn trong video lần sau. Xin chào.